Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là dàn lạnh trong xe của xe Mazda CX-5 đời 2016. Bây giờ em với mọi người sẽ cùng mở ra để xem bên trong của nó. Hàng này là hàng của Indo. Gần như nói đến Indonesia thì anh em cũng biết là cái chất lượng sản phẩm của nó là khá là ok rồi. Đây là phía dàn lạnh trong hộp. Đây là dàn lạnh trong xe. Dàn lạnh này nó thành hình vuông. Đây là cổng. Đây là chỗ bắt van tiết lưu. Cái chất nhôm của hàng Indonesia này phải nói là khá là tuyệt vời với các bác ạ. Cái gói này là để hút ẩm, bảo vệ dàn. Bởi vì khí hậu của Việt Nam của chúng ta là khí hậu nhiệt đới. Giữ được cái hút ẩm này thì thực ra nó bảo quản tốt hơn. Anh em có nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333 hoặc là số 0366495112, hỗ trợ tư vấn kiểm tra miễn phí tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số điện thoại là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để theo dõi video của em. Em xin cảm ơn mọi người.